Xin chào các bạn, mình đang ở chùa Chánh Giác Diêm Phụng nha. Hôm nay mình sẽ đi review cái chùa Chánh Giác này. Tam quan chữ khắc chữ đá hơi mơ lắm, không biết các bạn nhìn có rõ không. Quang cảnh rất là yên tĩnh nha. Công viên ở trong riêng tư thì mình sẽ không vào trong, sẽ đi ra ngoài. Các bậc thờ đang xây dựng cái khuôn viên này. Lô tạm giờ trở về cố học đó, thằng nói bềm ba đó, thằng biết cái mà nói. Về về cô học là về cô học là chưa mà học nó trương luôn.
Trần Giác này có cái view rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Sen đã nở. Đây toàn sen trắng mà. Rất là đẹp luôn. View này nhìn ra phá tắm Giang thì rất là đẹp. Ra khu vực chuông này, khúc này là hẹp nhất, hình như là hẹp nhất của cái phá Tam Giang. Chùa nhé. Ở đây có wifi luôn này. Phong cảnh rất là đẹp. Đẹp ngồi yên tĩnh này chứ. Đây cũng là một cái view check-in cũng không hay tệ nha các bạn. View rất là đẹp, yên tĩnh luôn. Thì vừa rồi mình đã review xong cái chùa. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Mình xin phép dừng video tại đây và đi quay những địa điểm khác.